Xin chào các bạn, sau đây xin hướng dẫn các bạn đề thi 129B của học phần tin học văn phòng. Phần Word. Phần Excel các bạn sẽ xem một video khác. Các bạn mở tệp 129B trong thư mục file trên desktop. Còn nếu các bạn xem ở trên video thì các bạn kích vào cái link ở bên dưới của video, phần giới thiệu video. Các bạn sẽ thấy một cái link để tải cái file này ra để chúng ta thực hiện. Chúng ta mở file 129 mẫu. Thì đây chính là file 129. Các bạn tôi thu nhỏ câu hỏi này chúng ta dễ nhìn. Các bạn lưu lại cái file này với một cái tên theo đúng tên bạn này để tiện trong quá trình người ta chấm. Chúng ta ghi nước này, DTD 60, DH gạch ngang tên bạn là Lê An, rồi ta save vào. Rồi ở đây người ta câu 1 người ta bảo hiệu chỉnh heading 1, tức là chúng ta có những cái style này, những cái style có sẵn này. Thì bây giờ nó đã có sẵn cái style heading 1 rồi. Việc của các bạn là hiệu chỉnh các cái thiết lập trong cái style đó. Chúng ta kích chuột phải vào style heading 1, chọn modify. Trong style này, người ta yêu cầu các bạn là font size là 16 đậm. Thì chúng ta chọn font size 16 và có đậm nữa. Paragraph là space before là 12, after là 6. Đây người ta cho là before 12, after là 0. Thì các bạn phải vào paragraph, các bạn chọn vào format, các bạn chọn paragraph. Các bạn cho before 16 nên là 6. Ok, những cái khác người ta không nói đến thì chúng ta không thay đổi. Ta đã xong. Các bạn hiệu chỉnh style heading 2 sao cho có định dạng xong. Và kích chuột phải vào heading 2, ta chọn modify. Đấy, ta chọn font size là 14. Cũng đậm. Đấy, after before là 6, after bằng 0, let indent là 1,27. Ở đây chúng ta có let indent là 1,27. 1,27 cm này. After before là bằng 6, after bằng 0. À, numbering nữa. Thế thì lại phải vào format chọn numbering. Chọn kiểu 123. 123. Ok. Ok. Đấy là chúng ta đã thiết lập lại, tức là hiệu chỉnh lại heading 1 và heading 2. Bây giờ sang câu 2 bắt đầu chúng ta mới áp dụng style heading 1 cho các đoạn nguyên liệu làm bánh trung thu. Đấy, chúng ta chọn đó là heading 1. Cách làm bánh trung thu ngon, thơm ngon. Heading 1. Đấy, chỉ có hai cái thôi. Heading 2 cho các đoạn làm nhân bánh. Bôi đen heading 2. Nặn vỏ. Nặn vỏ bánh thì làm vỏ bánh heading 2 này. Mấy mẹ nặn bánh. Nướng bánh. Rồi. Rồi. Chúng ta đã xong như thế này. Sau đó áp dụng bullet kiểu solid circle, tức là đường tròn đặc, cho các đoạn văn bản dưới các đề mục làm nhân bánh. Nặn vỏ bánh. Nặn bánh. Nướng bánh. Đấy, thay đổi độ thụt left là 3,17 và hang là 6,5.
0,63. Làm nhân bánh này, nặn vỏ bánh này. Đây nữa này. Nặn bánh này. Nướng bánh nữa. Những cái bên dưới người ta bảo là làm dùng bullet là đây circle đây và thay đổi độ thụt dòng nếp bên lần là 3. Thì ở đây chúng ta chọn nếp này 3.17, còn hanging thì là 0,63 vẫn giữ nguyên là ok. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó thụt vào so với những cái đường viền đấy, nhưng cái hình tròn này nó hơi to thì chúng ta vào cái define như bonnet phông ta chọn cho nó khoảng 12 thôi. Ok cái phần bullet nha. Câu 4. Chuyển sang dạng bảng các dòng từ bột mì đa dụng cho đến sen nhuyễn 500 g. Bột mì đa dụng đến sen nhuyễn 500 g thành bảng. Cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Vào Insert Table, chọn Convert Text to Table. Đây nó đã tự nhận dạng ra có chấm phẩy. Đã ok thôi. Rồi. Áp dụng style là list table to asin one. Ở đây chúng ta chọn list table to asin one đã chọn xong. Hiệu điều chỉnh độ rộng và cao cho phù hợp. Áp dụng độ giãn dòng 1,5 cho các dòng trong bảng và căn tơ bảng. Ta bôi đen này. Ta vào đây ta chọn là 1,5 này. Căn giữa này. Giữa thì nội dung trong ô phải vào layout, chọn căn giữa. Câu 4. Thêm textbook vào bất kỳ vào cuối cùng ở trong cuối cùng và nhập nội dung rằm tháng 8. Để ta xem là cái textbook này người ta xem người ta thêm kiểu gì. Đây. À, cứ đứng ở đây đã. Người ta mới vào Insert nó có cái textbook này. Nếu mà symbol tích quốc mà chọn ở đây chúng ta kéo nó xuống rồi chúng ta đánh tích quốc này cũng được, và không nếu chúng ta không dùng cái tích quốc này thì các bạn vào insert chọn hộp tích quốc ở đây đấy, và các bạn đánh chữ rằm tháng 8. Ta bó là thiết lập nâu No outline thì vào format của drawing tool chọn outline. Thiết lập picture border với độ cao là độ dày là 3 pt màu đỏ nén ảnh với tùy chọn target output 9,6 point cho bức ảnh dưới mục làm vỏ bánh. Đây, chúng ta có cái mục dưới mục làm vỏ bánh này. Ta vào picture tool, ta chọn picture border. Ta chọn là đường với độ dày là 3 pt. Màu đường là màu đỏ. Đây là đỏ. Đấy.
Và nến, nến thì nó có cái dùng compress picture. Ta chọn cái phần target output là 9,6 quay quay này. Ok. Thay đổi kích thước bức ảnh dưới mục nặn bánh. Đây có một bức ảnh này. Về 5,21 cm chiều cao và 7,79 cho độ rộng. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý, chúng ta phải bật một cái vào size, bỏ nó aspect ratio đi để chúng ta gõ đúng cái cự ly này, 5,21 là chiều cao, chiều rộng là 7,79. Các bạn cần thiết đánh trên cm cũng được, còn trước đó ta đã biết nó là cm rồi nên ta chỉ đánh đơn vị thôi, là đánh độ giá trị số thôi. Ok, sau đó các bạn chọn lại đây, các bạn nhìn nhé, rồi chúng ta kích mà đúng cái đơn vị, à đúng cái giá trị của yêu cầu đề bài. Nhiều trường hợp các bạn gõ trên thay dưới, thay đổi dưới, gõ dưới thay đổi trên nó không cố định được, thì chúng ta phải bỏ cái lock aspect ratio, luôn luôn nhớ bỏ lock aspect ratio đi. Graph text các bạn chọn là top and bottom, sau đó người ta bảo là bức ảnh thay đổi kích thước bức ảnh dưới mục nướng bánh, đây đây là mục nướng bánh, 7 chiều cao, 10,47 chiều rộng, thì ta kích chọn bức tranh, ta vào size cũng bỏ lock aspect ratio đi. Từng tranh nó sẽ bắt buộc phải bỏ chứ không phải là bỏ một lần, thì tất cả tranh khác cũng thế, mà ở đây chúng ta cứ chắc chắn thì chúng ta phải vào bỏ nó đi trước khi chúng ta gõ. Một cái là trên là 7, dưới là 10,47. Ok. Nướng bánh rồi. Xong đó áp dụng picture style là meta oval. Thì trong cái picture style ở đây các bạn chọn me oval. Bởi vì oval nó là cái hình ellipse nên chúng ta sẽ chỉ có hai cái này thôi. À có ba cái. Thì ta tìm đúng ba cái đó để cho nó nhanh. Tạo footnote. Blank 3 column có nội dung góc trái đánh số trang bắt đầu từ 1, góc phải nhập khéo tay. Thế thì chúng ta đi vào insert, ta chọn footer, ta chọn là 3 column. Đấy. Tại đây ta đánh số trang, thì đánh số trang rất nhiều bạn là chỗ này là bị mất, đánh bên này xong định nhập bên này thì nó, nên là chúng ta phải chọn cái kiểu là current position. Đấy, chọn cái đầu tiên của current position để nó giữ nguyên hai cái này. Thế rất nhiều bạn này vào đây chúng ta chọn luôn là bottom. Đấy, chọn cái này thì nó mất luôn hai cái kia, không có chỗ để gõ. Thế thì trong trường hợp đó thì ta gõ ta vẫn có gõ được, nhưng mà nhiều bạn lại lúng túng. Thì để nó không bị mất những cái tie here này thì các bạn click vào, các bạn chọn current position, tức là chèn số ta trang tại vị trí con trỏ đang đứng để nó giữ nguyên những cái còn lại. Còn cái này thì xóa đi. Còn cái này thì chúng ta gõ là khéo tay. Rồi. Xong đó ta kích vào close header and footer để xóa nó đi. Xóa à, để thoát khỏi cái vùng footer. Tạo mục lục table content kiểu mặc định đầu tiên. Thì trong bài này thì theo bài mẫu thì người ta đặt ở đâu chúng ta xem ở đấy, ta đặt ngay trên cùng. Đây thì chúng ta sẽ sang bài này, chúng ta đặt luôn trên này, enter nó xuống để lấy chỗ. Rồi vào reference, chúng ta chọn table content, chọn ngay cái đầu tiên thì chúng ta đã chèn được cái nội dung này. Đây là cái bài mẫu. Đấy, điều của chúng ta cũng giống như vậy, nếu làm bánh vỏ bánh. Đấy, chúng ta đã xong, ta kiểm tra lại xem còn câu nào chưa làm không. Rồi
kéo tay. Đúng. Lô vàng. Đây một cái kết quả của chúng ta đây. Trên là mục lục. Đấy, bảng biểu. Cũng chân trang một kéo tay. Đường viền màu đỏ. Ô vàng trăng rằm. Là chúng ta đã hoàn thành xong.